những thức ăn nên tránh trong quá trình thụ thai. Chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp bạn dễ dàng thụ thai. Tuy nhiên, với những thực phẩm làm giảm khả năng thụ thai dưới đây thì bạn nên loại bỏ chúng khỏi thực đơn hàng ngày nếu đang có kế hoạch mang thai. 1. Cà rốt. Cà rốt là thực phẩm được nhiều chị em yêu thích vì hàm lượng dinh dưỡng và công dụng làm đẹp của nó. Tuy nhiên, nếu bạn nào đang muốn có thai trong khoảng thời gian sắp tới thì không nên ăn cà rốt nhiều vì trong cà rốt có chất catechol làm giảm chức năng buồng trứng, ức chế sử dụng trứng dẫn đến nguy cơ khó thụ thai. 2. Chất xơ. Chất xơ được xem là một trong những thần dược giảm cân của phụ nữ. Tuy nhiên, nếu đang có kế hoạch mang thai thì bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất xơ vì nếu cơ thể hấp thu quá nhiều chất xơ sẽ khiến nồng độ estrogen thấp, làm giảm 10% khả năng thụ thai. Lượng chất xơ phù hợp cho người chuẩn bị mang thai là 22g một ngày. 3. Cá có hàm lượng thủy ngân cao. Những loài cá sống dưới đáy biển như cá kiếm, cá mập, cá ngừ đều chứa một hàm lượng thủy ngân cao. Nó tích lũy trong cơ thể một thời gian dài và sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Do đó, bạn nên tránh xa những loại cá này ngay từ khi có ý định mang thai. 4. Đu đủ. Cũng như cà rốt, đu đủ là thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin rất tốt cho sức khỏe cũng như việc làm đẹp của chị em. Tuy nhiên, trong đu đủ có chứa enzyme papain sẽ tác động đến protein progesterone. Trong khi progesterone giúp cơ thể thụ thai, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, dẫn đến khó thụ thai. 5. Nội tạng động vật. Các loại nội tạng động vật như tim, lòng, gan của lợn, bò, cừu, dê đều chứa một lượng kim loại nặng cadmium. Nếu ăn nhiều loại thực phẩm này, lượng cadmium trong cơ thể cũng sẽ tăng lên. Trong khi đây là kim loại gây tổn thương các nhiễm sắc thể, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. 6. Caffeine. Caffeine là chất gây nghiện, không chỉ ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone, tiêu thụ quá nhiều caffeine còn làm tăng nguy cơ sảy thai và ngăn chặn quá trình rụng trứng. 7. Tỏi. Nếu bạn đang có kế hoạch sinh con thì nên hạn chế ăn tỏi tươi. Mặc dù tỏi là thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, có tác dụng phòng bệnh hiệu quả, nhưng tác dụng tiêu cực của nó là giết chết tinh trùng, gây khó khăn cho việc thụ thai. Bên cạnh yếu tố di truyền và tình trạng cơ thể thì thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thụ thai. Vì vậy, các bạn nên lưu ý khi sử dụng các thực phẩm trên cũng như duy trì lượng thức ăn phù hợp, lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng để thụ thai thành công nhé.